Rồi, hello, Trại Bò Giống Tiền Giang trân trọng chào cô chú anh chị nha. Hôm nay lại về rất là đông bò nha. Về đầy chuồng luôn cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay Trại Bò Giống Tiền Giang có về thêm hai con cái chữa nữa nha cô chú anh chị. Thì với được lỡ nữa nè. Thì bây giờ chắc em sẽ quay cho cô chú anh chị xem hai con cái chữa ha. Hai con cái vàng xin con thì chữa 5 tháng, con chữa 3 tháng ha, em mới vừa về luôn. Rồi được lỡ có rồi 3B có luôn nha. 3B đen thì nay có em có 5 con 3B đen nha, mới về thì mấy con nữa. Còn cái ủa được được kem á thì mênh mông luôn ha. Đó, rất là đông nè. 3B nè. 3B thì nè. Nó năm năm sáu con 3B, 5 con 3B đen ha. Còn kem thì đầu trên nè. Đó, rất là đông ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị xem cái cặp cái chữa trước nha, cái vàng xin chữa trước. Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, thì muốn tới trại thêm thì cứ alo em ha, em sẽ hướng dẫn đường cho đi. Trại Bò Giống Tiền Giang ha. Đây. Hai con cái xin ha, con này con đầu trụi. Đó. Rúng nếm rúng chiền luôn ha. Đó, rúng chiền xuống tới vú luôn, bốn vú đều ha. Con này thì móng sò luôn ha, sái tích ngay luôn ha, sái tích nghiêm chỉnh. Đó. Thì báo với cô chú anh chị em này thì nó sanh một lứa. Đang chữa lại được 3 tháng. Mấy con này chữa là em bao hết ha. Này sái tích ngay hết nha. Sái ngay hết nha. Đó, con bò rất là đẹp, lớn bò ha. Thì cô chú anh chị nào cần bò cái sinh sản thì alo em ha. Thì lúc trước thì bò giá nó rẻ cho nên người ta phá chuồng rất là nhiều. Cho nên là bây giờ hiện tại bây giờ là đang bị hụt bò nha. Bò con cũng là giá cả là người ta thí dụ 10 người ta phá hết 7 chuồng rồi, còn có 3 là mấy cái người nuôi sinh sản vậy nè. Cho nên là bây giờ hiện tại là bây giờ bò con cũng còn, nhưng mà mấy cái người chủ mà người ta còn chừa lại á thì bây giờ người ta kìm kìm giá, cho nên là giá bò cũng khó là bắt ha. Thì bây giờ đang gầy lại, thì thời điểm này là cô chú anh chị vô bò cái chữa lại là hợp lý ha. Đó, thì mua bán bất cứ cái mặt hàng nào cũng vậy, thì nó có thời điểm lên rồi thời điểm xuống. Ừ, giống như cái khu Thanh Long của em ở đây nữa ha. Một năm trước là người ta phá rất là nhiều, rồi cái đầu giá ổn ổn lại, bắt đầu người ta trồng lại, cái người ta trồng lại, người ta làm lại ha. Thì nói chung là mặt hàng nào cũng vậy, thời điểm lên thời điểm xuống không ai biết trước được đâu. Nếu mà ta biết trước được cái thời điểm nào mà giá mắc là người ta giàu hết rồi, không ai biết trước được đâu. Giống như bò đúng vậy, thời điểm cái bò rẻ thì người ta ùn ùn người ta phá chuồng, bây giờ bắt đầu người ta gầy người ta nuôi lại ha. Đó, thì nói chung cái nào cũng vậy. Cái chăn nuôi bò này là đã có rất là lâu rồi. Đó. Nhưng mà cũng có mắc có rẻ mà vẫn vẫn nuôi hoài chứ chứ đâu có ai mà đâu có đâu phải mà nghỉ hết được đâu. Nói chung mà giá nào rẻ rẻ cái người ta nghỉ bớt bớt cái rồi giá mắc lên cái người ta nuôi lại ha. Rồi. Hôm nay nói cũng hơi nhiều ha. Tại vì nếu mà không lên clip mà không có nói gì á, thì cái clip mình nó cũng có nhiều người ta cũng nhàm chán lắm coi mà cái clip im ru á cũng nhàm chán, cho nên là em hơi nói chút. Rồi có người thì nói là thôi sao mày nói nhiều quá tao không có tập trung coi được gì trơn. Thì coi coi đi, em nói chứ em nói cũng mỗi miệng chết chứ bộ sung sướng gì đâu. Nhưng mà yêu cầu cái điện thoại lên là phải nói. Hình như là em làm YouTube này cũng được 5 6 năm rồi đó, đó cũng toàn là quay bò vậy không nè, cho nên là quen cái tật rồi, cầm điện thoại lên phải nói à. Rồi em này là chữa 3 tháng ha, em bao chữa đó, cô chú anh chị nào bắt là em bao chữa ha. Còn cái vụ lòi lớn gì đó, thì nói chung là em cũng sẽ bao cho cô chú anh chị 1 tháng ha.
từ ngày bác về cho tới trong vòng 1 tháng có lòi cứ bao trả em, cứ cứ em bao nhận nhận đổi trả ha. Đó, mua bán đâu nó rõ cho rõ ràng, tại vì con bò nuôi mình không thể nào mình bao suốt đời được. Đó. Đâu bảo đâu phải bảo hiểm nhân thọ đâu mà bao suốt đời. Cho nên đó là chỉ bao cho cô chú anh chị lòi lõm trong vòng 1 tháng, có lòi lõm thì cứ trả. Bao cho cả đó thôi chứ. À, cỡ vậy được rồi. Rồi em cái vàng xin này thì nó xanh 2 lứa nha, đang đang chữa được 5 tháng. Bò này chữa 5 tháng nha cô chú anh chị, cũng bao chữa luôn. Đó, cô chú anh chị về thí dụ mà muốn tới trại em xem thì muốn khám tại chỗ đây khám, còn muốn chở về nhà khám thì em sẽ giao tới chỗ cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ kêu thú y ở cái nào mà cho cô chú tin tưởng cứ khám thoải mái. Đó, không có chữa trả. Đó, đàng hoàng tại cái này mình bao chữa mà. Em ơi, nghe điện thoại giùm cái. Rồi, em này hai em này quên báo giá luôn ha. Hai em này đồng giá 18 triệu một con nha cô chú anh chị. 18 triệu một con. Em này thì sanh 2 lứa đang chữa được 5 tháng, em này thì mới sanh có 1 lứa đầu tiên rồi mới chữa lại 3 tháng. Giá cũng 18 triệu luôn ha. Rồi, 18 triệu nghe em hết. Rồi ở đây con cái xin ha, con cái quên lộn, con cái anh hút đỏ ha. Có người siêu nạc đỏ, siêu đỏ đó, siêu anh cút đỏ cũng là nó ha. Em này giá nó 12 triệu 500 ngàn ha. Rồi. Ở đây em có ba con đực lão luôn ha. Thì giá bò 13 triệu rưỡi, mấy bên kia là còn rất là đông, 6 7 con 13 triệu rưỡi nha. Thì trên nán lại em ít phút, cô chú anh chị nào muốn bắt bò rẻ thì nán lại em ít phút nha. Ở đây em báo mấy con đực lão này trước. Đây em này là giá nó 15 triệu nha, con này nó cũng 8 9 tháng cô chú anh chị. Đó. 15 triệu. Rồi, em này là giá nó 16 triệu rưỡi ha, 16 triệu rưỡi con này thì nó cũng 9 10 tháng rồi. Bò rất là to ha, bò lớn bò nha. Đó. Lưng dài ha. Lưng dài nè. Quá trời dàn lưng luôn ha. 16 triệu 500 ngàn ha. Rồi, em này là 17 triệu rưỡi. Đó, con này thì 11 12 tháng rồi. Đó. 17 triệu 500. Em này 16 triệu rưỡi, em này 15 triệu ha. Rồi, bên đây bò được chốt mấy đây ha. Đây, con đầu tiên ha, con này thì nói chung là nó cũng được 7 tháng, hơn 7 tháng bò nha. Đó, bò lớn bò ha, giá nó chỉ có 14 triệu 500 ngàn cô chú anh chị. Xương sóc nè. Xương sóc rất là to ha. Lưng dài thôi khỏi nói. Rất là đẹp bò ha. Rồi, 14 triệu 500 ngàn, con bò bự mập dài sọc luôn ha. Rồi, kế bên đây em này giá nó chỉ có 14 triệu nè cô chú anh chị. Mập lút luôn ha. Mập lút luôn. Lưng dài nè. Rất là mập ha. 14 triệu. Rồi, kế bên đây là 6 con liên tiếp luôn ha, giá 13 triệu 500 một con thôi. Cô chú anh chị nào bắt trên 3 con em còn bớt giá nha. Đó, xương sóc to đùng ha. Bò lớn bò cao mấy con này thì trung bình cao 1,5 m bò có, cao 1,1 m có. Đó, rồi mấy con mập mập này thì nó cao 1 m, 1 m, 1 m lẻ cũng có, nhưng mà đều cái con nào nó hơi hơi lùn nhưng mà đều có cái bù lợi là mập bề ngang đó. Nói chung là nó bù qua bù lợi, có con thì cao như con này, cao dịnh vàng này đó, nhưng mà đít khu thì nó không có được nở hung đó, thì giá nó cũng đồng giá thôi. Cái này bù qua chế lợi ha, quá có này có kia thì nói chung em để luôn nguyên cái lô 6 con này, giá nó chỉ có 13 triệu 500 ngàn. Nếu bắt trên 3 con em còn giảm giá, em bớt giá cho cô chú chị nữa nha. Đó. Rồi để em quay kỹ lại 6 cái con giá 13 triệu 500 cho cô chú anh chị xem nha. Bò đẹp, bò mập, bò chứ không phải ốm đâu. Xương thóc cho tà bá luôn, bò mập chứ không phải bò xấu. Tại ở đây em bán rẻ nha. Em bán rẻ hơn ta lý do nè. Đó, xe về nè.
Em tự em đi chở đi gom về rồi em đi giao đồ luôn, em làm hết ráo à. Cho nên là cái phí vận chuyển này kia kia nọ thì nói chung là nó sẽ thấp lại, cho nên là bán giá mềm mềm cho cô chú anh chị ha. Đó, giá chỉ có 13 triệu 500. Rồi. Có cặp 3B này, con này nó cũng lớn chà bá rồi. Đó. Đó, con này nó cũng 7 8 tháng bò ha, lớn chà bá bò luôn. Rồi em này nữa, em này thì nó lùn hơn chút nhưng có cái nó mập hơn. Nó mập quá rồi, mập mà con này cũng mập nữa cô chú anh chị, nó lớn tháng, nó cũng lớn tháng lưng dài nữa ha. Mập lúc rồi con này. Tại vì con này quá mập. Lưng dài á ha. Quá trời con bò luôn rồi. Rồi cặp này giá nó chỉ có 14 triệu 500 một con nè. 14 triệu 500 một con ha. Hai con 3B này giá 14 triệu 500 một con. Rồi kế đây ba con này giá 14 triệu một con là cô chú anh chị. Đó, con nào lấy mập lúc ha. Sáng quần quần đi gom bò về chưa có dọn chuồng nữa cô chú anh chị ơi, nó còn hơi dơ dơ. Làm không không nói chung là làm nhà mà. Đó, xây xây làm từ từ làm. Khỏi mướn khỏi đồ mướn tốn kém ha. Chi phí này kia nọ em không có mướn em làm hết trơn. Để lấy công làm lời, chịu cực một chút và bán giá hơi rẻ rẻ dễ bán. Rồi ba con này giá nó 14 triệu một con nè. Con nào cũng lấy đít khu chà bá ha. Rồi cặp này thì quá quá ok rồi, cô chú anh chị nào mà có xem được clip thì alo sớm nha. Đó, chứ alo trễ trễ là có người hốt à. Tại hàng này hàng đẹp mà giá lại rẻ nữa. Em chung là em bắt được rẻ em bán rẻ à. Rồi cô chú anh chị nào còn có xem được thì cái alo trực tiếp em nha, số điện thoại em để trên màn hình đó cô chú anh chị. Rồi. Rồi thì video của em hôm nay là xin tạm dừng nha. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Cũng muốn tới trại xem thì cứ liên hệ số điện thoại nha. Rồi làm riết đâu đi chưa kịp cạo luôn. Ok. Từ từ cạo. Trước sau gì cũng già. Chào, chào cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị. Muốn tới trại xem cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Rồi bye bye. Em xin chào tạm biệt cô chú anh chị nha.